Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ trình bày phần thứ hai của loạt bài về thuộc tác động lên hệ thần kinh tự động, đó chính là thuộc tác động lên hệ thần kinh vô cảm. Về mục lục thì chúng ta sẽ có 3 phần. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về các tác động về hệ thần kinh vô cảm. Tiếp đến là chúng ta sẽ nói về các thuộc mà nó bắt chước những cái tác động đó, và thứ ba là những cái thuốc sẽ ức chế những cái hệ thần kinh giao cảm. Đầu tiên thì về tổng hợp và giải phóng một cái chất dẫn truyền thần kinh chính của hệ thần kinh giao cảm chính là norepinephrine. Thì như các bạn có thể trên hình á, thì tyrosine sau khi được hấp thu vào trong cái đầu trước của synapse á, phần trước của synapse, thì nó sẽ được chuyển thành dopa, và dopa sẽ được chuyển thành dopamine. Khi đó nó sẽ chuyển thành dopamine sẽ chuyển thành norepinephrine, norepinephrine sẽ được đưa vào những cái túi, và sau đó những cái túi này sẽ hòa mang với cái mang của phần trước synapse, và norepinephrine sẽ được giải phóng ra khỏi vào trong cái khoảng giữa hai đầu synapse này, và nó sẽ đến những cái receptor của hệ giao cảm để tác động, có thể đó là alpha, có thể đó là beta. Thì đây là cái chu trình của norepinephrine. Thì ngoài cái việc là tác động với những cái receptor này á, thì norepinephrine còn có những con đường khác. Thứ nhất, nó sẽ được chuyển hóa thành những cái chất khác, hoặc là nó có thể được tái hấp thu lại vào con đường này, tái hấp thu lại, reuptake. Sau khi tái hấp thu thì nó sẽ được tái sử dụng lại. Và ngoài ra thì norepinephrine còn có một cái tác dụng khác, đó chính là lên receptor alpha 2 thông qua cơ chế feedback. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn tác động lên norepinephrine thì chúng ta có những cái thuốc nào ở trên cái hình này? Đầu tiên thì đó là chính là cái thuốc ức chế cái men mau. Thì cái men mau này nó sẽ bất hoạt cái norepinephrine, cho nên khi chúng ta ức chế cái men này thì nó thì hay là cách khác chúng ta sẽ tăng cái khả năng hoạt động của norepinephrine lên, tức là ức chế cái enzyme mà bất hoạt nó. Thứ hai, chúng ta sẽ thông qua cơ chế vào những cái thô chứa ở đây, tức là chúng ta sẽ tăng cường giải phóng những cái norepinephrine mà được tái hấp thu lại á, đi ra ngoài và trong những cái túi để đi ra ngoài. Và thứ ba thì chúng ta có thể ức chế quá trình tái hấp thu, cho nên nhưng mà thông qua cách này thì chúng ta sẽ làm giảm cái lượng norepinephrine tái hấp thu và sẽ làm giảm hoạt tính của norepinephrine. Ngoài ra thì chúng ta có thể tác động gián tiếp thông qua cái con đường feedback, tức là nếu mà chúng ta kích thích vào cái receptor alpha 2 này thì nó sẽ feedback lên và làm ức chế quá trình giải phóng norepinephrine. Và hoặc là một cách đơn giản nhất thì tác động trực tiếp lên thẳng cái receptor của hệ giao cảm, tức là alpha và beta. Mình xin nhắc lại, có một trong cái hình này thì chúng ta có một số nhóm thuốc. Thứ nhất là nhóm thuốc ức chế cái men bất hoạt norepinephrine, nhóm thuốc ức chế cái sự tái hấp thu, nhóm thuốc đánh vào cơ chế feedback alpha 2, và nhóm thuốc đánh thẳng vào những cái receptor mà norepinephrine tác động. Đó là quá trình tổng hợp và giải phóng những cái hormone chính của hệ giao cảm đến norepinephrine. Thì chúng ta sẽ đi vào những cái tác động của nó lên cơ thể. Thì mình xin phân loại ra hai nhóm tác động, tức là nhóm tác động thuộc về hệ tim mạch và nhóm tác động không thuộc về hệ tim mạch. Bởi vì cái phân bố của những cái receptor của hệ giao cảm đến tim mạch rất là lớn, có thể nó có ở tim, nó có thể nó ở mạch máu, cũng có thể có những hệ thống thần kinh và hormone, và nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái hệ tim mạch thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Cho nên chúng ta sẽ nói về hệ tim mạch trước. Đầu tiên là chúng ta cùng đi đến cái receptor alpha 1. Thì alpha 1 có ở đâu? Alpha 1 có ở những cái mạch máu,
và tác động của alpha 1 chủ yếu sẽ là co mạch, có cả động mạch và có cả tĩnh mạch. Các bạn phải nhớ alpha 1 có tác động là có mạch, đó là vai trò quan trọng nhất của đó. Và tùy thuộc vào cái phân bố của cái cơ quan mà chúng ta có những cái tác động khác nhau, có thể đó là những mạch máu ở da, những mạch máu ở tạng này, những mạch máu ở cơ xương, hoặc là những cái niêm mạc mũi đó. Thì nếu mà mạch máu ở da hoặc là tạng thì chủ yếu là những receptor alpha, và mạch máu ở cơ xương thì có cả alpha và beta, và beta đây chính là beta 2 và alpha đây là alpha 1. Còn ở cái niêm mạc mũi thì chúng ta có receptor alpha, cho nên mà khi mà chúng ta có hiện tượng là sung huyệt mũi thì chúng ta có thể dùng thuốc mà bắt chước lại cái tác động của hệ thần kinh giao cảm, tức là bắt chước lại cái tác động của alpha 1 để làm co mạch. Co mạch thì sẽ dẫn đến là hiện tượng là giảm sung huyệt mũi. Đó là tác động của alpha 1. Còn alpha 2, các bạn chỉ cần nhớ alpha 2 là một cái tác động của nó sẽ là cơ chế, là theo cơ chế lúc nãy mình đã nói là cơ chế feedback. Cho nên nếu chúng ta dùng những cái thuốc đông vần về alpha 2 thì nó sẽ làm ức chế lại cái hệ giao cảm của mình, ức chế hệ giao cảm và có thể ứng dụng vào trong điều trị tăng huyết áp. Quan trọng nhất ở đây phải nhớ là alpha 2, kích thích alpha 2 là sẽ ức chế hệ giao cảm thông qua cơ chế feedback. Đó là alpha 1 và alpha 2. Còn beta thì sao? Khi kích thích beta thì chúng ta sẽ kích thích lên tim và mạch máu. Beta 1 thì có chủ yếu tim và beta 2 thì có chủ yếu mạch máu. Và ở tim thì chúng ta sẽ bàn về beta 1. Thì beta 1 có 3 tác động là chronotropic và inotropic. Thì chronotropic chúng ta sẽ hiểu là nó sẽ tăng cái nhịp tim. Chronotropic thì chúng ta sẽ hiểu là nó sẽ tăng dẫn truyền. Và inotropic thì chúng ta sẽ hiểu là tăng sức co bóp. Đó là ba cái vai trò chủ yếu của beta 1 lên tim thông qua cơ chế là tăng cái dòng canxi vào trong tế bào cơ tim. Thứ nhất là tăng nhịp tim, thứ hai là tăng dẫn truyền, và thứ ba là tăng co bóp. Chronotropic, chronotropic và inotropic. Đó là beta 1. Còn beta 2 thì nó sẽ tác động chủ yếu lên những cái mạch máu. Và ngược lại với alpha 1 thì beta 2 sẽ còn tác động là giãn mạch. Giãn mạch thì nó sẽ làm giảm kháng lực ngoài biên. Mà kháng lực ngoài biên tức là giảm huyết áp. Đó là vai trò của beta 2 lên mạch máu, quan trọng nhất là giãn mạch, làm hạ huyết áp. Và khi giãn mạch mà làm hạ huyết áp thì chúng ta sẽ có một cơ chế gọi là tăng nhịp tim phản ứng thông qua những cái thụ thể receptor. Sau khi thì nó sẽ phát hiện là cái tín hiệu là giảm huyết áp, cho nên nó sẽ làm tăng cái nhịp tim ở tim. Cái cơ chế này mình đã giải thích ở video số 1 của chuỗi bài hệ thần kinh tự động. Cũng ôn lại những cái tác động của beta 1 lên tim. Inotropic là gì? Tăng co bóp. Chronotropic là tăng nhịp tim. Và chronotropic là tăng dẫn truyền. Đó là những receptor chủ yếu của hệ giao cảm, đó là alpha 1, alpha 2, beta 1 và beta 2. Vậy thì còn dopamine thì sao? Thì dopamine chủ yếu là D tức là dopamine. Thì dopamine 1 á, có chủ yếu ở chỗ nào? Có những nó phân bố chủ yếu ở các mạch máu, mà khi kích thích vào nó sẽ gây giãn mạch. Giãn mạch ở đây có thể là giãn mạch thận, giãn mạch tạng, giãn mạch van,
dạng mạch não và có thể nhiều mạch khác. Chủ yếu ở đây là chúng ta sẽ chú ý đến cái tác động dạng mạch thận của dopamine. Thì khi mà chúng ta kích thích vào đêm một thì chúng ta sẽ làm dạng mạch thận. Nhưng mà dopamine là một cái chất mà nó có khả năng thay đổi cái khả năng tác động đến những receptor theo liều, tức là liều thấp chúng ta sẽ có tác động lên, ở liều thấp thì chúng ta sẽ có tác động lên D1, cho nên chúng ta gọi là liều thận. Ở liều trung bình thì nó còn tác động lên beta 1 nữa, và beta 1 thì có chủ yếu ở tim, cho nên chúng ta sẽ gọi liều trung bình là liều tim, và alpha 1 liều liều cao. Alpha 1 thì các bạn có nhớ ở đâu không? Ở mạch máu, nó là có mạch máu thì chúng ta sẽ gọi là liều mạch máu. Như vậy là ba cái liều của dopamine: liều thấp D1, liều thận, liều trung bình D1 và beta 1, liều tim, và liều cao tức là D1 beta 1 và alpha 1, tức là liều mạch máu. Đây là cái sự tác động của dopamine tùy theo liều. Vậy đó là những tác động lên hệ tim mạch. Còn ngoài hệ tim mạch thì sao? Ngoài hệ tim mạch thì chúng ta có một số tác động lên, chẳng hạn như là tác động lên hệ thần kinh trung ương. Tác động lên mắt. Tác động lên mắt thì như video trước mình đã nói, thì tác động lên mắt mình chú ý vào hai cái. Thứ nhất là cái sự có của đồng tử thông qua cái thủ thể là alpha 1. Tiếp đến là cái liên quan đến cái áp lực trong ổ mắt, thì liên quan đến một cái bệnh gọi là bệnh glaucoma. Thì nếu chúng ta kích thích vào receptor alpha thì nó sẽ giảm, làm giảm cái áp lực ở trong cái tiền phong và hậu phong của chúng ta, làm giảm cái nhãn áp thông qua là cơ chế là giảm cái thủy dịch, làm giảm tiết cái sản xuất cái thủy dịch ra thông qua cái receptor alpha. Có một cái bộ phận khác cũng rất quan trọng của hệ giao cảm mà mình muốn nói, đó là chính là ở các đường thở, gồm những phế quản hay là tiểu phế quản. Thì những cái cơ chế của đường thở này nó có đáp ứng rất là lớn với là sự kích thích của beta 2. Thì lúc này beta 2 mình đã nói đây, nó có đặc trưng là dạng mạch máu. Bây giờ ngoài dạng mạch máu đá, nó còn làm dạng đường thở. Cho nên trong một số căn bệnh mà có liên quan cơ chế liên quan đến co thắt đường thở, hẹp đường thở, co thắt đường thở, thì chúng ta sẽ có thể dùng đông vần của beta 2 để làm giãn đường thở ra, giúp bệnh nhân đỡ khó thở. Đó có thể là những thuốc như hình chúng ta thuốc nổi tiếng gọi là sabutamol. Đây là một thuốc dùng trong có thể dùng trong những cái cơn khó thở trong bệnh hen. Ngoài ra thì ở hệ tiêu hóa cũng có đóng vai trò của những cái alpha và beta, thông qua việc là có thể giãn những cái cơ trơn. Là giãn cơ trơn thì chúng ta sẽ có làm giảm nhu động. Còn ở đường hệ tiết niệu thì sao? Hệ tiết niệu thì có những cái receptor mà nó ảnh hưởng tới, thứ nhất là cơ thắt. Kích thích alpha 1 sẽ làm co cơ thắt. Ngoài ra alpha 1 còn kích thích alpha 1 còn làm co cái cơ thắt của tuyến tiền liệt. Cho nên mà khi trong những cái bệnh mà cái tuyến tiền liệt phi đại chẳng hạn như là BPH, thì tức là benign prostate hypertrophy, thì cái vùng niệu đạo mà đi qua tuyến tiền liệt sẽ bị hẹp lại. Chúng ta có thể dùng thuốc ức chế để làm giãn cái cơ trơn ra, làm
bệnh nhân đỡ bị liệt tiểu. Ngoài ra thì trong một sản khoa chúng ta cũng có thể từng cái sử dụng cái beta 2 như là một cái thuốc để điều trị bệnh sinh đông, vì nó beta 2 sẽ làm giảm co cơ tử cung. Cho nên trong những cái quan cảnh mà sản phụ chưa đến thai, chưa đến lúc có thể sinh, tức là trước tuần 37 thì thai nhi có một số bộ phận chúng chưa phát triển đầy đủ, có thể là đến tuần 22, 23 hoặc là sau đó một chút, thì những thời điểm đó thì thai nhi vẫn chưa phát triển đầy đủ, một số cơ quan vẫn chưa hoàn thiện. Cho nên là nếu mà sản phụ có nguy cơ mà sinh non, chúng ta phải dùng thuốc đông vần beta 2 để làm giảm cái nguy cơ sinh non bằng cách là giảm cái cơn co của tử cung đi. Nhưng mà kích thích beta 2 sẽ làm tăng nhịp tim, như cơ chế mình đã nói, thì nó sẽ làm giảm cái kháng lực ngoài biên, làm giảm huyết áp, và cái đặc cơ chế là tăng nhịp tim phản ứng, cho nên chúng ta sẽ có hiện tượng là tăng nhịp tim. Ngoài ra thì ngoài những cái ảnh hưởng đến cái chuyển hóa và hormone thì cũng rất là quan trọng, thứ nhất là beta 1 giúp tăng tiết renin, và beta 2 thì nó có hai tác động rất là khá là đối ngược nhau, tức là vừa tăng tiết insulin mà vừa tăng đường máu thông qua cơ chế là tăng phân giải glycogen ở gan. Thì như vậy là hai tác động này hơi ngược nhau một chút, hơi ngược nhau một chút. Và ngoài ra thì còn có một cái tên nhỏ khác bên cạnh beta 1, beta 2 thuộc họ beta, đó là beta 3, thì nó kích thích phân phân giải mỡ. Về beta 2 thì ngoài tác động là kích thích insulin và tăng đường huyết, thì nó còn có một tác động là đẩy đẩy kali vào nội bào, dẫn đến là kali máu. Từ cái những cái đặc thông chúng ta có thể thấy một số ứng dụng gì. Thứ nhất là nếu bệnh nhân có tăng kali máu thì chúng ta cũng có thể sử dụng đông vần beta 2 để đẩy kali vào trong nội bào, nhất trí chưa? Tiếp đến là về cái chuyện mà beta 2 này á, thì nó do nó nếu mà chúng ta kích thích beta 2 thì sẽ kích thích tiết insulin. Cho nên là nếu mà mình ức chế beta 2 thì đồng nghĩa với là giảm tiết insulin. Cho nên về một số mà cái bệnh nhân mà có bệnh đái tháo đường á, thì họ là một cái chống chỉ định của dùng dạng beta, tức là ức chế beta thì nó sẽ làm ức chế tiết insulin. Đó. Mình cũng ôn lại một số cái tác dụng của hệ giao cảm nhé. Đầu tiên alpha 1 lên mắt thì nó sẽ làm giảm cái đồng tử. Đây là con mắt, đây là cái đồng tử, đây là những cái cơ trơn, những cái cơ ở ngoài, những cơ ngoài, những cơ nó sẽ chịu tác dụng của alpha 1. Khi mà chúng ta kích thích alpha 1, nó sẽ kéo cái đồng tử giãn ra như như này. Ngoài ra thì nó làm còn tác động làm á, alpha 1 thì còn tác động co mạch, co mạch nó làm co những cái cơ trơn ở đâu, cơ trơn ở bàng quang, cơ trơn ở tuyến tiền liệt, là niệu đạo qua đoạn tuyến tiền liệt. Ngoài ra thì vì alpha 2, còn alpha 2 thì có gì đó, các bạn cần nhớ là nó có là một chất mà làm giảm cái sự tổng hợp và giải phóng của norepinephrine, tức là nó sẽ là một chất mà ức chế thì giao cảm thông qua có chỉ là feedback. Còn beta thì sao? Beta 1 thì nó có tác động đến tim. Ba cái tác động mình đã nói: thrombotropic, inotropic và chronotropic, tức là tăng nhịp tim, tăng dẫn truyền, tăng co bọc. Ở thận thì nó làm tăng tiết renin. Còn beta 2 thì nó là có tác động vào chi? Thứ nhất là giãn mạch,
Thứ hai là giãn đường thở. Tiếp theo là giãn cơ tử cung, tức là giảm co cơ tử cung. Ngoài ra thì tác động lên cái chuyển hóa của nó, thì tác động lên chuyển hóa thì nó có tác động gì? Tăng đường huyết, tăng insulin. Ngoài ra còn tác động là thả kali máu nữa. Ok. Còn D1 thì có tác động là giãn mạch, chủ yếu là thận, giãn mạch thận. Như vậy chúng ta đi qua phần sinh lý cơ bản về những tác động của hệ tiêu cảm chữa bệnh, là những cái thuốc tác động lên, tức là những cái thuốc nó bắt chước lại cái những tác động đó. Đây là một cái hình cũ rồi, mình lấy lại để mô phỏng về cái sự biểu diễn cái huyết áp. Thì huyết áp mình sẽ biểu diễn bằng những cái đường đúc khúc như vậy, thì đỉnh của nó là huyết áp tâm thu và đáy là huyết áp tâm trương. Thì ngoài ra khoảng cách giữa hai cái đỉnh là cái nhịp tim, tức là một cái nhịp tim mà nếu mà các bạn thấy mà cái đường này nó dài như vậy á, tức là nhịp tim nó tăng và cái đường nó thư như vậy, tức là nhịp tim mình giảm. Rồi bây giờ nhìn các bạn nhìn vào cái hình này thì tức là một cái thuốc, sau khi dùng thuốc này á, thì các bạn có thể nhìn thay đổi trên hình đi. Thứ nhất huyết áp giảm, tiếp theo cái khoảng cách nó dài lên cho đến là tăng nhịp tim. Còn huyết áp á, huyết áp tức là khoảng cách giữa hai cái huyết áp, tức là mình không dùng từ huyết áp mà mình chỉ dùng từ là áp lực mạch, pulse pressure, tức là bằng huyết áp tâm thu từ cho huyết áp tâm trương, tức là khoảng cách giữa hai cái đỉnh đó, thì các bạn thấy nó có tăng, huyết áp có tăng. Đây là những thay đổi mà các bạn có thể nhìn thấy trên cái hình này khi mà chúng ta dùng cái thuốc ít tác động vào cái huyết áp bình thường của mình nhé. Đây là một cái ví dụ thôi. Rồi đầu tiên là các thuốc đồng phần của alpha 1. Thì alpha 1 như mình đã nói có tác động là co mạch. Bây giờ chúng ta sẽ dùng thuốc alpha 1 vào cái mục đích gì? Thứ nhất là giảm xuống huyệt mũi, nó làm co mạch niêm mạc mũi. Thứ nhất. Thứ hai là tổng cái tác động của cộng đồng mình cái sử dụng trong ứng dụng trong nhà khoa. Là vì như là nó thì nó sẽ làm giãn cái đồng tử ra, giúp mình soi dễ hơn. Và khi cái thức ăn trong một thì các bạn đã biết rồi, nó sẽ làm co mạch và co mạch sẽ tăng kháng lực ngoài biên và làm tăng huyết áp. Đây, tăng huyết áp. Và khi mà làm tăng huyết áp như vậy thì chắc chắn là tim mình sẽ giảm cái nhịp tim lại, còn là giảm nhịp tim phản ứng, nhịp tim chậm phản ứng, reverse bradycardia, tức là chậm nhịp tim phản ứng đáp ứng lại với tình trạng tăng huyết áp do co mạch. Về alpha 2 thì mình đã nói rồi, alpha 2 là một thuộc ức chế cái hệ giao cảm, cho nên chúng ta thích alpha 2 là mình ức chế cái hệ giao cảm. Có thể kể đến một số thuộc như cái hình đây, AMC bình phương có nghĩa là gì? Các bạn có thể dùng cái trích nên là nhớ, tức là E và I tức là alpha 2, M tức là metinopa, và C ở đây là clonidine. D là cái cách để nhớ AMC bình phương, E 2 alpha 2, M là metinopa và clonidine. Thì dùng thuốc này có thể điều trị tăng huyết áp là vì nó sẽ ức chế lại cái hệ giao cảm, decrease sympathetic flow. Về beta agonist, tức là về beta thì chúng ta có hai liên tới beta, beta 1, beta 2, beta 3 thì mình tạm thời không nói về tác động của nó không nhiều. Beta 1, beta 2 ấy, thì có một số thuốc nó tác động đến cả hai thuộc ngang nhau, có một số thuốc tác động lên beta 1 nhiều hơn, và có một số thuốc chỉ tác động lên beta 2. Về những cái thuốc mà tác động lên beta 2 thì có những cái thuốc nó điều trị như mình đã nói thì điều trị trong bệnh hen, vì nó sẽ làm giãn giãn đường thở. Xin lỗi. Còn trong sinh non chúng ta dùng vì nó sẽ làm giảm có cơ tử cung,
Ok. Giảm co cơ tử cung. Đây là một cái hình mà thuốc này nó sẽ tác động lên cả beta 1, beta 2, tức là isoproterenol này. Khi kích thích beta 1, hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Khi kích thích beta 1 làm tăng nhịp tim, các bạn có thể thấy nhịp tim nó thưa hơn, tăng nhịp tim. Nhưng mà kích thích beta 1 thì như mình đã nói có rất nhiều tác động, mà ở tim thì có 3 cái như mình đã nói. Ngoài tăng nhịp tim nó còn tăng sức co bóp, và khi mà tăng sức co bóp thì sẽ làm tăng huyết áp tâm thu, vì nó làm tăng cái cung lượng tim, tăng huyết áp tâm thu. Và beta 2 thì như thế nào? Beta 2 thì nó sẽ làm giãn mạch và làm hạ huyết áp. Và hạ huyết áp này thì vô hình chung là giúp cho có thể là tăng cái nhịp tim nhiều hơn. Thì như các bạn có thể thấy là khi mà giảm cái kháng lực ngoại biên, tức là giảm cái huyết áp tâm trướng á, và khi mình tăng cái công lượng tim, tức là tăng huyết áp tâm thu, thì mình sẽ nới cái pull pressure, tức là nới cái áp lực mạch ra rất là nhiều đó, nới cái áp lực mạch ra, áp lực mạch sẽ rộng ra. Và đây là chính là cái chất mà nổi tiếng, khá nổi tiếng trong hệ giao cảm, chất dẫn truyền thần kinh chính trong cơ thể, norepinephrine, chất trung gian thần kinh chủ yếu của hệ giao cảm. Nó tác động lên ba receptor là alpha 1, alpha 2 và beta 1. Alpha 1, alpha 2, beta 1. Kích thích alpha 1 như mình đã nói, nó sẽ làm co mạch, tăng huyết áp. Mà kích thích beta 1 nó cũng làm tăng huyết áp. Vậy thì cơ chế nó sẽ, tại vì cái tăng của huyết áp tâm thu nó nhiều hơn, cho nên nó sẽ làm nới cái áp lực mạch ra, rộng cái áp lực mạch ra. Và như mình đã nói lúc này, thì khi mà các bạn tác động vào huyết áp, tức là tăng huyết áp qua cơ chế là co mạch, tăng kháng lực ngoại biên, thì vô hình chung á, thì cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách là làm chậm nhịp tim phản ứng. Nhưng mà cái chậm nhịp tim đó ban đầu á, là nó bị che lấp bởi cái tác động của beta 1, tức là beta 1 làm tăng nhịp tim. Nhưng mà giai đoạn 6 á, khi mà beta 1, cái tác động tăng nhịp tim của beta 1 hẳn không còn được nữa, thì khi nó sẽ xuất hiện cái sự gọi là giảm nhịp tim phản ứng, là chậm nhịp tim phản ứng. Đây các bạn có thể chậm nhịp tim phản ứng lúc sau. Về một chất khác trong cái giáo cảm cũng rất là nổi tiếng luôn, đó là epinephrine, tức là adrenaline. Rồi, thì chất này mặc dù là nổi tiếng hơn cái norepinephrine, nhưng mà trong cơ thể thì nó lại không chủ yếu, không nhiều bằng cái norepinephrine. Cái norepinephrine đó là nó là một chất trung gian thần kinh, nó là một chất dẫn truyền thần kinh. Còn hạng dẫn truyền hạng tác động qua cái cơ chế thần kinh, còn epinephrine thì được tuyến thượng thần, chỉ có tuyến thượng thần tiết ra thôi. Còn cái synapse thì hẳn tiết epinephrine, mà khi mà chỉ có tuyến thượng thần tiết ra, tức là có thể coi đây như là một cái hormone, nó tác động qua con đường thể dịch trong máu, hẳn đi trong máu nhiều hơn nó đi vào trong những cái thần kinh. Cái gì của nó là chủ yếu trong thể dịch, còn norepinephrine thì nó trong những cái thần kinh nhiều hơn. Đó. Thì nó tác động lên cả alpha 1, alpha 2 và beta 1 luôn. Mà thằng này tác động theo liều, tức là liều thấp thì nó tác động lên beta 1, beta 2, và liều cao thì tác động lên beta 1, beta 2 và alpha 1. Thì các bạn có thể dừng video để xem, để phân tích những cái biến đổi về cái huyết áp của epinephrine theo từng liều như thế nào. Mà khi mà liều cao thì các bạn thì thấy nó rất là giống cái norepinephrine, rất là giống. Vì norepinephrine tác động alpha 1, alpha 2, beta 1, còn thằng này tác động alpha 1, beta 1 và beta 2 và alpha 2 nữa. Đó, thì khá là giống. Nhưng mà nó khác chỗ nào? Thì hai các bạn có thể thấy hai thằng này khá là giống nhau, nhưng mà nếu mà nói epinephrine thì nó no effect on the beta 2. Ngược lại với epinephrine thì nó lại có tác động lên beta 2. Bây giờ nếu mà chúng ta dùng cái thuốc, một cái thuốc mà chúng ta sẽ ức chế cái alpha 1 đi, ức chế alpha 1,
thì vô hình chung á là bên epinephrine á nó chỉ còn lại là hai cái receptor là beta 1 và beta 2, còn norepinephrine chỉ còn lại beta 1 thôi đó. Và khi mà chúng ta ức chế cái alpha 1 đi thì cái beta 2 ở đây sẽ lộ ra, nó sẽ làm giãn mạch, làm hạ huyết áp nhiều hơn đó. Cái đó sẽ xuất hiện là hiện tượng là hạ huyết áp, vì ở đấy á sở dĩ là cái epinephrine có beta 2 nhưng là nó là thằng giống cái thằng không có beta 2 là bởi vì cái alpha 1 này nó có quá ưu thế so với beta 2 đi. Cho nên mà khi mà con sự hiện diện của alpha 1 ấy, thì chúng ta không thấy được cái tác động của beta 2 đó. Nên mặc dù là thằng này nó có beta 2 nhưng mà nếu mà không ức chế alpha 1 ấy, thì nhìn hai bên như nhau, chỉ khi ức chế alpha 1 thì nó mới xuất hiện cái beta 2 đi. Ngoài ra một số thuốc khác tác động lên cơ chế giải phóng cái norepinephrine và tác động lên cơ chế ức chế cái chất hấp tạo thu norepinephrine, các bạn có thể xem. Rồi từ đấy là những cái thuốc mà ức chế hệ giao cảm. Đầu tiên là ức chế alpha. Cái ức chế alpha mình có cái giá trị gì? Chế alpha 1 mình sẽ liệt kê một số tác động nha. Alpha 1 đầu tiên tác động gì? Co mạch. Bây giờ ức chế alpha 1 thì sao? Sẽ làm giảm co mạch và hạ huyết áp. Ok, alpha 4 làm có cơ cơ thắt có niệu đạo đi qua tuyến tiền liệt. Ok, bây giờ chúng ta ức chế đi thì nó làm giãn cơ ra, làm chuyển chế đi tiểu hơn. Và đây là những nhóm thuốc nó có thể block không chọn lọc, hoặc là block chọn lọc alpha 1, hoặc là block chọn lọc alpha 2 đó. Và một nhóm thuốc rất là nổi tiếng dạng beta, đây là những thế hệ dạng beta. Chúng ta có thế hệ 1 là thế hệ không chọn lọc, thế hệ 2 là thế hệ chọn lọc beta 1, thế hệ thứ 3 là thế hệ không chọn lọc hoặc là có chọn lọc nhưng mà có chỉ kèm thêm những cái tác động lên những cái có thêm những tác động khác, những cái chỗ khác có thể đó là những tác động lên cái natri kali, có thể là những tác động lên cái receptor alpha đó, tức là tác động đến những cái chỗ khác ngoài beta 1 để tăng cái tác động, tăng cái đặc dụng, tăng cái hiệu quả của thuộc dạng beta lên. Vậy thì tại sao phải phân ra là chọn lọc hay không chọn lọc? Vậy thì beta 2 có cái gì mà họ phải sợ như vậy để họ phải bỏ nó đi vào thế hệ 2? Thì beta 2 chúng ta sẽ có một số tác động như sau. Thứ nhất, nó làm giãn đường thở. Bây giờ mình nếu mình trong thế một cái mình ức chế cái beta 2 đi thì nó làm ức chế làm có đường thở đúng không? Thì sẽ là chống chỉ định những cái thuộc những cái bệnh nhân mà cái đường thở của họ đã hẹp sẵn rồi, hen COPD. Beta 2 làm giãn mạch. Bây giờ ức chế beta 2 thì làm co mạch thì chúng ta sẽ chống dịch trong một số những cái thuộc mà chúng ta bị kết một số cái bệnh mà bệnh mạch máu chẳng hạn như bệnh Raynaud. Vì trong cái bệnh đó thì mạch chúng ta vốn nó có hiện tượng có mạch rồi, bây giờ mà còn dùng tình trạng beta và có trạng beta 2 luôn thì làm có mạch hơn nữa, nguy hiểm. Beta 2 tác động lên thằng beta 2 tác động lên tăng insulin. Bây giờ ức chế beta 2 đi thì có phải là giảm chế insulin không? Chống gì đến đại tiểu đường. Beta 2 làm giảm kali máu. Bây giờ ức chế beta 2 thì làm tăng kali máu, chống chỉ định bệnh nhân tăng kali máu. Đây là những nguy hiểm của beta 2 mà chúng ta có thể chặn, có thể phải chặn, phải ức, phải chọn lọc beta 1. Nhưng mà lưu ý là tính chọn lọc với nó không cao, tính chọn lọc với nó không cao. Tất nhiên nếu dùng liều cao thì liều cao
mất tính chọn lọc, lưu ý nha. Đây là một cái số bằng so sánh như những cái dòng thuộc trong dạng beta tính chọn lọc. ISC là gì? Intrinsic sympathetic activity, hoặc tính giáo, hoặc tính giáo cảm nội tại. Sedation an thần, blood lipids mỡ máu. Thì tác động của nó sẽ khác nhau một chút. Về tính chọn lọc nước tim, tức là chọn lọc beta 1 thì nó như mình đã nói lúc nãy rồi, nó sẽ an toàn hơn những cái bệnh gì? Hèn, đái tháo đường, bệnh mạch máu ngoài biên. Vậy thì hoặc tính giáo cảm nội tại là gì? Thì những cái thuốc đó nó thay vì là chia, đúng là nó chia beta, nhưng mà một phần khác nó là tác động như là một thuộc đồng vận hệ giao cảm đó, tức là nó sẽ kích thích một chút, nó sẽ kích thích một chút cái hệ cái beta 1 beta 2 đó. Các bạn có thể lên mạng và tìm những nghiên cứu nó có so sánh tỷ lệ tử vong và tỷ lệ nhập viện của những bệnh nhân mà dùng thuốc có giao cảm nội tại và không có giao cảm nội tại thì nó sẽ khác nhau. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về dược động thì nó antinolone thì nó không vào cái hệ thần kinh tự động này. Rồi bây giờ thì beta 2 dùng thuốc trong trường hợp nào? Thứ nhất, dùng trong cơn đau thắt ngực này, tăng huyết áp sau nhồi máu cơ tim, vì nó sẽ ức chế beta 1. Mà ức chế beta 1 thì tim nó sẽ giảm nhu cầu của cơ tim, tức là tim nó sẽ giảm nhịp tim này, giảm co bóp này, tức là giảm nhu cầu oxy cơ tim. Điều trị thuộc chống loạn nhịp. Thì khi mà chậm nhịp tim lại thì cũng là một cách để điều trị thuộc chống loạn nhịp nhóm 2. Thuộc chống loạn nhịp nhóm 2 tức là chạm beta. Và trong số bệnh như là glaucoma này, đau nửa đầu này, nhiễm độc giáp này. Nhiễm độc giáp mình đã có nói trong một cái video khác thuộc hàng giáp rồi. Về những cái beta blocker thì hệ bá, thì ngoài cái chuyện mà ức chế beta thì nó còn có ức chế antramut đó, hoặc là ức chế kinh kali. Những cái thuốc này không có đuôi là olone như thường lệ nữa, mà sẽ ilone hoặc là alone đó. Mình xin dành phần cuối video là một chút về bệnh glaucoma. Thì đây là cái cấu tạo con mắt của mình. Rồi cái đồng tử này, đồng tử có anh phần một làm có, các bạn có nhớ không? Thì đây sẽ là chia là hai phần, phần trước là tiền phong, phần sau là hậu phong. Thì cái dịch sẽ được tiết ra ở hậu phong đi lên tiền phong và được thả tiết được hấp thu lại qua kênh này, kênh slime này. Thì cái góc lý chúng ta có hai cái glaucoma góc mở, glaucoma góc đóng. Góc động thì rõ ràng là nó nguy hiểm hơn rồi. Góc động thì nó cái chỗ này nó động lại thì nó nguy hiểm hơn. Đây là cái góc của glaucoma này. Đây là cái mống mắt. Đây là mống mắt. Đây là cục mạc. Đây là tiền phong. Trước đây là tiền phong này. Mình xin phép tổ chuyên diễn. Ok. Sau đây là hậu phong. Ngắt cách nhau với cái mống mắt. Rồi. Đây là nhất là nhiều thuộc có thể tác động cái bệnh glaucoma đi. Thì mình xin tóm gọn lại là mình có thể thứ nhất là mình giảm sản xuất cái thủy dịch đi, hoặc là thứ hai mình tăng tải hấp thu cái thủy dịch đi, là mình sẽ giảm cái áp lực ở trong cái nhãn áp, ta giảm cái nhãn áp đi đó, rất là dễ. Thì nếu mà kích thích ánh phá thì những cái thuốc mà kích thích lên không chọn lọc thì nó sẽ tăng lấy cái dịch đi, và kích thích lên ánh phá thì nó sẽ giảm sản xuất cái dịch đó. Beta về beta thì nó sẽ làm giảm sản xuất cái dịch. Có một nhóm thuốc rất là quen, ức chế men CA, mình nói trong video về thuốc lợi tiểu. Thì
cơ chế của nó trong cái bệnh glaucoma đấy, thì nó sẽ như mình đã nói MCA là giúp vai trò là gì, giúp tái hấp thu hạt CO2 trừ. Bây giờ mình ức chế cái MCA đi, ức chế cái MCA thì nó sẽ giảm tái hấp thu hạt CO2 trừ, giảm thì cái sự giảm hạt CO2 trừ trong máu thì nó cũng làm giảm sản xuất cái thủy dịch. Ngoài ra thì hệ thần kinh phổi giao cảm á, nếu mà đồng vần hệ thần kinh phổi giao cảm thì nó cũng giúp mở cái góc ra và tăng thoát dịch. Mà một số thuốc prostaglandin á, thì nó cũng tăng thoát dịch đi. Đó là những nhóm thuốc mà mình nói gọn gàng là hai cơ chế. Cơ chế nhất là giảm tiết dịch đi, giảm tiết thủy dịch, và cơ chế thứ hai là tăng cái alpha flow, tức là tăng thoát dịch ở tiền phong đây, ở cái chân đi, tăng thoát dịch, còn cái này là giảm chặt. Okay. Video của mình đây là kết thúc, thì cái bài này là một bài khá khó đây, bài khá khó. Thì khi mình làm video này thì cái này còn đang có một hiện tượng là cái chân đang suy yếu, đang cái con thuyền đi mắc kẹt Evergreen. Thì mình này để nói là có thể mà tìm hiểu dược lý dưới hẳn, cũng như là cái xe ủi này, xe cầu này đang xúc đất thì tức là hẳn như hẳn tức là chất người có hàng, nhưng mà cái thử thách thì rất là lớn. Đây, mong các bạn có thể đóng góp cho mình, nếu thấy cái video này có gì sai sót hoặc không đúng. Cảm ơn mọi người.